Bà chủ này vô cùng bá đạo. Khách hàng bị xã hội đen uy hiếp trong cửa hàng, bà không nói một lời lôi súng ra đe dọa. Lũ xã hội đen sợ hãi chuồn ngay lập tức, nếu không có bà chủ quán thì người đàn ông này đã mất mạng rồi. Người đàn ông vẫn chưa ổn định lại cảm xúc quay người vào nhà vệ sinh. Cô gái đi cùng Salad vội vàng nói lời cảm ơn, sau đó chạy sang bên cạnh chơi game. Nhưng cô không hề biết rằng bà chủ quán kia mới là người đáng phải dè chừng. Bà ta thường xuyên hành hạ những vị khách đến từ phương xa, dùng thi thể của họ để nuôi dưỡng một bầy thú ăn thịt người. Chớp mắt đã nửa tiếng trôi qua rồi mà người đàn ông vẫn chưa ra. Salad cảm thấy có chút bất an, đứng ngồi không yên. Cô đi vào nhà vệ sinh tìm kiếm thì không thấy có ai trong đó cả, nhưng bà chủ lại đóng cửa sổ lại. Sau đó đeo găng tay cao su đen lên, còn lấy một chiếc gậy gỗ có gắn đinh trên đó nữa. Lẽ nào bà ta định đóng hòm Salad ư? Đúng lúc đó, một vị cảnh sát đã nghỉ hưu quá giang tại nơi này. Nhưng bà chủ lại nói tiệm đóng cửa rồi, còn đuổi Salad ra ngoài nữa. Salad nói với cảnh sát bạn mình mất tích rồi. Mặc dù họ quen biết nhau chưa được bao lâu, người đàn ông tên Mark đi được nửa đường thì xin được đi xe cùng. Vị cảnh sát ghi lại số điện thoại sau đó rồi đi. Salad cảm thấy quán ăn này không bình thường, nửa đêm đập vỡ cửa sổ trèo vào xem xét. Phòng bếp nồng nặc mùi tanh của máu. Nhìn trông giống hệt phòng thí nghiệm, Salad rất nhanh đã tìm ra cánh cửa bí mật. Vừa mới mở cửa ra đã bị bà chủ đánh ngất từ phía sau. Đợi đến lúc cô tỉnh dậy thì đã bị nhốt ở trong lồng. Người đàn ông đứng bên cạnh đó chính là Mark. Hóa ra Mark chính là con trai của bà chủ quán đó, thường xuyên đứng giữa đường giả vờ xin đi nhờ xe. Sau khi lừa được người ta rồi thì đem về quán ăn để sát hại. Salad bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ, nhưng tay cô đã bị trói lại rồi, muốn chạy cũng không được. Mark đưa cơm cho Salad, sau đó kéo lê một người đàn ông trên sàn nhà. Người đàn ông đột nhiên phản kích vật ngã hắn ta xuống. Bà chủ sau khi hét lên một tiếng thì dùng thanh gỗ có đinh đó đập mạnh vào đầu anh ấy, chiếc đinh lớn chọc thẳng vào não. Sau đó rút thanh gậy gỗ ra, máu phun ào ào như nước chảy. Cảnh tượng kinh hoàng khiến người ta sờn gai ốc. Người đàn ông bị lôi đi ngay sau đó. Salad ngồi trong lồng không ngừng khóc lóc, đột nhiên phát hiện điện thoại của mình ở dưới đất, nhanh chóng đứng lên. Nhờ anh bạn lồng bên cởi trói ở tay giúp anh bạn dùng dây kéo lấy cái cọc. Cứ như vậy, Salad thành công lấy được điện thoại của mình. Nhưng đúng lúc đó bà chủ quay lại, Salad định đấm bà ta sau đó bỏ chạy. Nhưng với sức lực của cô thì chuyện đó là không thể. Salad bị bà chủ ấn xuống, Mark lấy vòi phun lửa, nung nóng một miếng sắt. Sau đó ấn lên người Salad một hình chữ A. Điện thoại cũng bị đập nát tan tành, như vậy có thể chắc chắn tiệm này làm ăn đen tối. Bà chủ lúc không có việc gì làm, sẽ đi xử lý mấy thi thể thối rữa. Màn đêm đã buông xuống. Salad và cậu bạn luồng bên bị cắm máy vào người, còn có một ống dẫn đến miệng, bị ép ăn thứ chất lỏng màu đen. Tiếp đó, bà ta bắt đầu lấy máu của bọn họ. Sau khi hoàn tất công việc, Salad và anh bạn bị treo ở ngoài trời. Bà chủ lấy máu của hai người, sau đó ngồi bên cạnh như đang chờ đợi thứ gì đó đến vậy. Một lát sau, gió nổi lên, những sợi xích va chạm với nhau. Màn đêm đen kịt trông thật đáng sợ. Đột nhiên, một cánh tay thò lên từ dưới đất, sau đó số lượng ngày càng nhiều, những con quái vật đang bò lên từ dưới đất. Răng nanh sắc nhọn và trắng muốt. Hóa ra chúng đều là động vật mà bà chủ nuôi. Khi mặt trăng lên cao trên đỉnh, lũ quái vật ăn thịt người đang hướng đến chỗ của Salad khi đi ngang qua bà chủ. Bà ta đổ ít máu đã lấy sẵn trước đó ra mặt đất, xoa đầu bọn chúng như những đứa con của mình. Quái vật ăn thịt người đến gần, chúng ngoạm anh bạn một phát. Sau đó nhẫn tâm ăn thịt. Mark nói với Salad rằng anh cũng rất bất lực. Hóa ra lũ đó không phải là quái vật thực sự, chúng là những công nhân mỏ làm việc dưới lòng đất. Nhưng một ngày nọ, mỏ bị sập. Các quan chức địa phương muốn che đậy sự thật. Không có bất kỳ phương pháp hỗ trợ nào, cho nên các công nhân đó sống dưới lòng đất bởi vì quá đói nên ăn lung tung. Sau đó mới biến thành những con quái vật. Trong số những người công nhân đó, có hai người là con trai ruột của bà chủ. Đúng lúc đó, cảnh sát cũng đã để ý tới bà chủ rồi. Sau một hồi tra hỏi, ông ấy đi vào quán ăn, giả vờ bị bà chủ đánh ngất. Đợi sau khi được đưa tới phòng thí nghiệm, cảnh sát bỗng phản kích nhốt bà ta vào trong lồng, sau đó cứu Salad ra ngoài. Salad cầm khẩu súng lên bắn bà ta. Mark sau khi biết chuyện thì không hề tức giận, tội ác mẹ gây ra quá lớn, chết coi như là đang bị trừng phạt đi. Anh chuẩn bị đưa Salad đi tiêu diệt lũ quái vật kia, tránh một ngày nào đó chúng làm hại người khác. Nhưng điều đáng tiếc là mạng bà chủ vẫn lớn lắm. Bà ta đã mặc sẵn áo chống đạn để đối phó với tình huống xấu nhất. Cảnh sát không chú ý, ngay lập tức bị bà ta sát hại. Mark đang định đến căn phòng nhỏ cho lũ quái vật ăn, không ngờ lại gặp những tên xã hội đen gặp trước đó. Hai người đã bị khống chế. Bà chủ sắp đến rồi, yêu cầu xã hội đen giao Mark ra đây. Nhưng xã hội đen không chịu hợp tác. Mark nói rằng vào buổi tối, bà chủ sẽ thả quái vật ăn thịt người ra. Lúc đó thì không ai có thể sống sót được. Cứ như vậy, bà chủ ngồi yên vị ở bên ngoài, đợi đến thời khắc nửa đêm để mọi người đều có thể sống sót. Sau đó chuẩn bị súng sẵn sàng, rồi dùng gỗ bịt cửa sổ lại.
Nhưng một tên xã hội đen bỗng chạy ra ngoài, dùng súng làm trọng thương bà chủ, máu chảy trên mặt đất. Quái vật ngửi thấy mùi máu, bỗng quái vật trồi lên từ dưới đất, tên xã hội đen trở thành miếng mồi ngon cho chúng, nhưng bà chủ cũng bị ăn sạch sẽ. Những người còn lại nhanh chóng cầm súng lên, nhưng năng lực hồi phục của chúng rất tốt, vừa bị đánh ngã xuống đất. Đã nhanh chóng đứng lên rồi, mọi người đều bị dọa chết khiếp, trốn trong phòng không biết nên làm gì. Đợi đến khi bọn họ thăm dò một lần nữa, thì quái vật đã không thấy nữa rồi. Tên xã hội đen chặn cửa cứ nghĩ rằng đã an toàn rồi, không ngờ quái vật thọc tay vào lôi anh ta đi. Salad đứng bên cửa sổ, cũng bị chúng nắm tóc lôi lại. Rất may mắc phản ứng kịp thời cứu được Salad. Salad lao người ra khỏi cửa sổ, cuối cùng cũng sống sót, căn phòng nhỏ biến thành biển lửa. Cô bắt đầu chạy thục mạng trong rừng, nhưng cỏ quá nhiều khiến cô không thể định hướng được, còn bị cỏ cứa vào chân chảy máu, Salad có chạy thế nào cũng không thoát được. Quái vật đã bao vây cô ấy rồi. Trong phân cảnh cuối cùng, một chiếc xe đi đến tiệm ăn đó, Mark đưa một cô gái khác đến. Vẫn giống như lúc trước vậy, chỉ có điều chủ quán bây giờ là Salad đang mang thai. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của Salad thôi, thực tế cô ấy bị treo lên không trung. Đợi thời khắc đêm đến, quái vật sẽ đến ăn thịt mình. Bộ phim đến đây là kết thúc. The Pack là bộ phim kinh dị của Mỹ. Tuy kết cục có hơi khó hiểu, nhưng cũng đáng để xem đó, nên hãy xem nha. Được rồi, hôm nay đến đây thôi nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Hẹn gặp lại.